Và giờ thì mọi người cũng đã biết là thời kỳ bị mụn mình đã bổ sung những gì. Thời năm nhất đại học thì mình rất hay bị mụn và nó tái đi tái lại rất là nhiều lần. Thì ngoài những cái sản phẩm bôi thoa thì mình có bổ sung thêm vitamin C và kẽm nhằm tăng sức đề kháng cho cơ thể và cũng hỗ trợ điều tiết dầu. Vì khi đó thì da mình đổ dầu rất là nhiều và cái tình trạng đổ dầu nhiều như thế này thì nó sẽ gây bít tắc lỗ chân lông và đó cũng là một trong những cái nguyên nhân chính gây nên mụn của mình ở thời điểm đó. Vitamin C cả đường uống và bôi thì đều có những công dụng như là ức chế melanin nè, giúp kích thích sản sinh collagen nè, hỗ trợ làm sáng da mờ thâm một cách nhanh hơn. Ngoài ra thì vitamin C được uống như thế này thì nó sẽ giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể nữa. Về cơ bản thì cơ thể của mỗi chúng ta cũng không cần bổ sung một cái lượng vitamin C quá nhiều. Điển hình như là nữ ở độ tuổi trưởng thành thì chúng ta chỉ cần bổ sung 75mg mỗi ngày và chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung bằng cái việc ăn uống. Và mỗi thời kỳ thì có thể chúng ta sẽ cần bổ sung nhiều hơn để mang lại những cái hiệu quả khác. Tuy nhiên thì cái gì nhiều quá cũng sẽ không tốt và chúng ta không nên bổ sung quá 2000mg vitamin C một ngày để tránh gây ra những cái tác dụng phụ như là đau bụng nè, buồn nôn nè. Mỗi ngày thì mình sẽ bổ sung từ 1 tới 2 viên vitamin C của nhà DHC vào buổi sáng hoặc là bữa trưa sau buổi ăn và tuyệt đối là không uống vào buổi tối. Mỗi 2 viên vitamin C của nhà DHC thì sẽ có chứa 1000mg vitamin C và 2mg vitamin B2. Và mọi người nhớ là chúng ta cần phải uống thật là nhiều nước để tránh gây nóng cho cơ thể. Và mình uống vitamin C một tháng và sau đó sẽ nghỉ một tháng và mình cứ xen kẽ như vậy. Và sau một khoảng thời gian thì mình có cảm nhận được rằng là cơ thể của mình nó khỏe hơn, ít ốm vặt hơn, da cũng sáng hơn và những cái nốt thâm mụn nó cũng mờ đi một cách nhanh chóng hơn. Vậy thì còn kẽm thì sẽ như thế nào? Ngoài cái công dụng đó chính là hỗ trợ cái sự miễn dịch cho cơ thể này, giúp chữa lành và phục hồi một cách nhanh chóng hơn, điều tiết bã nhờ, thì nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn da mụn. Còn chị em nào mà muốn người yêu hay là chồng của mình mạnh hơn á thì cũng có thể nghiên cứu bổ sung thêm kẽm nha. Sau khi ăn từ 1 tới 2 giờ thì mình sẽ bổ sung thêm một viên kẽm như thế này và trong một viên kẽm như thế này thì sẽ có chứa 120mg kẽm gluconat tương đương với 15mg kẽm và trong em này thì còn có thêm cái chiết xuất nấm men thì nó sẽ hỗ trợ điều tiết cái nội tiết tố trong cơ thể nữa. Nghiêm túc mà nói thì một tuần khi mà mình uống cái em này á thì mình sẽ chưa có cảm nhận gì nhiều, phải sau từ 2 tới 3 gói thì mình mới có cảm nhận là da của mình nó đỡ tiết dầu hơn, tóc và móng thì nó cũng khỏe và chắc hơn. Và mọi người ơi, những cái viên uống như thế này chỉ là thực phẩm bổ sung và nó không phải là thuốc để thay thế cho thuốc chữa bệnh. Và nếu được thì mọi người hãy nghe lời khuyên của các chuyên gia trước khi sử dụng nha.